kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết nhất thể hóa được đăng trên trang Facebook Trương Huy San. Tôi không bình luận nhân sự cụ thể, nhưng nếu quyết định để Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước lần này trở thành tiền lệ thì cũng rất có ý nghĩa. Ít nhất biên chế sẽ chỉ còn là bộ tam thay vì bộ tứ. Nhất thể hóa tạo tính chính danh cho người đang thực sự nắm quyền lực tối cao ở Việt Nam. Từ thay đổi, tưởng chỉ là cấu thành hình thức này, trong quá trình vận hành, chắc chắn sẽ làm xuất hiện nhiều tình huống, gợi ý cho Việt Nam cải cách. Cho dù vẫn một đảng, về mặt lý thuyết, Việt Nam sẽ tiến gần hơn tới một nền Cộng hòa bán tổng thống. Chủ tịch nên là chức danh duy nhất được coi là nguyên thủ, thống lĩnh lực lượng vũ trang và đại diện nhà nước trong các hoạt động đối ngoại. Đây là cái ghế mà chỉ ai thực sự là một chính trị gia hàng đầu mới nên ngồi vào. Trong khi đó, Thủ tướng chỉ nên là một nhà kỹ trị Vai trò của Thủ tướng là thiết lập được một nền hành chính công chuyên nghiệp và đưa ra được các công cụ hành pháp kịp thời để phát triển kinh tế xã hội. Không nên làm Thủ tướng mất thời gian vào các cuộc họp bàn chuyện bắt bớ hay là các buổi tiếp tân hình thức. Tuy nhiên, nếu các chính sách của ông và nội các kinh tế có dấu hiệu phục vụ cho lợi ích nhóm, thì ông và các thành viên mà ông chọn có thể phải đối diện với các cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm hay thậm chí là bị bắt bớ vì cơ quan điều tra có một vị trí độc lập hơn với nội các. Tháng 9 năm 1997, khi chuẩn bị rời nhiệm sở, ông Võ Văn Kiệt nói về người kế nhiệm, Thủ tướng Phan Văn Khải là một nhà kinh tế hàng đầu của đất nước. Trong khi ông Phan Văn Khải thừa nhận, về bản lĩnh chính trị, tôi không thể nào so sánh với đồng chí Võ Văn Kiệt. Cho dù bị trì hãm trong cái kiềng tam nhân, ông Kiệt đã hành động như một nguyên thủ và ông Khải thực sự là người đứng đầu nội các kinh tế. Ông Khải là một nhà kỹ trị. Chính phủ của ông rất khác với chính phủ Võ Văn Kiệt và càng rất khác với chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Và cho dù dưới thời một tổng bí thư như tướng Lê Khả Phiêu hay là nông Đức Mạnh, ông Khải vẫn điều hành nội các kinh tế, phần mà ông có thực quyền. Một cách mực thước và để lại các di sản rất là quan trọng. Đừng sợ tập trung quyền lực vào một người nếu tôn trọng các nhánh quyền lực nhà nước theo thẩm quyền được ghi trong hiến pháp thì không ai có thể lạm quyền dù họ là nguyên thủ nước cũng chỉ nên có một vua ai cũng muốn đứng đầu ai cũng làm chính trị mà thiếu một người ký trị thì chính trường rất dễ thành đất quần ngư tranh thực thị trường chỉ là chợ đen hành chính rối ren và xã hội không thể nào ổn định con đường để một quốc gia đi đến thịnh vượng còn rất dài nhưng với những gì vừa diễn ra chiều nay nếu không phải để tập trung quyền lực mà nhằm mở ra một hướng đi thì thời gian không lúc nào là quá trễ để bàn một lộ trình đáng hy vọng hơn cho đất nước. Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Huy Đức, người phu quét đường cho lộ trình nhất thể hóa của Tổng Bí thư kiêm chủ tịch nước của Nguyễn Phú Trọng. Bài viết của tác giả Vũ Đông Hà được đăng trên trang dân làm báo. Sau khi một số người phu quét đường phung trội khai quang con đường nhất thể hóa cho Nguyễn Phú Trọng, công tác dọn đường được chuyển từ một cơ quan truyền thông độc lập của nước ngoài sang một trang Facebook cá nhân độc lập. Với nhan đề nhất thể hóa, Huy Đức là người thiết kế. Huy Đức là người kế tiếp cầm trội quét đường để góp phần làm thông thoáng lối đi cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bước lên ghế chủ tịch nước. Cần lưu ý là quyết định nhất thể hóa hoàn toàn nằm trong tay đảng độc tài. Những người dân làm chủ đất nước không có một ảnh hưởng gì lên quyết định này. Do đó, đọc bài của Huy Đức cần phải cảm nhận từ vị trí của những đảng viên, cán bộ, ủy viên Trung ương Đảng là những đối tượng mà Nguyễn Phú Trọng muốn thuyết phục qua cái loa mang tên Huy Đức. Mở đầu bài viết ngắn trên trang Facebook cá nhân Huy Đức viết Tôi không bình luận nhân sự cụ thể, nhưng nếu quyết định để Tổng Bí Thư kiêm Chủ tịch nước lần này trở thành tiền lệ thì cũng rất có ý nghĩa. Ít nhất biên chế sẽ chỉ còn là bộ tam thay vì bộ tứ một câu ngắn nhưng có điều muốn thuyết phục các đối tượng nhắm đến. Không nói về nhân sự, không viết tên người, nhưng mọi đảng viên đều biết đó là Nguyễn Phú Trọng. Làm tinh gọn biên chế cho đảng. Và việc nhất thể hóa không phải chỉ là một lần cho cá nhân Nguyễn Phú Trọng, mà là tạo tiền lệ rất có ý nghĩa cho đảng sau này. Những điều trên không dễ thuyết phục người dân đứng ngoài đảng, vốn không phải là đối tượng mà Huy Đức nhắm đến. Tuy nhiên, với đảng viên, quan chức đắm mình trong hệ suy nghĩ của đảng, đảng hệ cho những ai trung thành với đảng thì nó khá là thuyết phục. Huy Đức viết tiếp, nhất thể hóa tạo tính chính danh cho người đang thực sự nắm quyền lực tối cao ở Việt Nam. Từ thay đổi tưởng, tưởng chỉ cấu thành hình thức này, trong quá trình vận hành chắc chắn sẽ làm xuất hiện nhiều tình huống gợi ý cho Việt Nam cải cách. Cho dù vẫn một đảng, về mặt lý thuyết, Việt Nam sẽ tiến gần hơn tới một nền Cộng hòa bán Tổng thống. Huế Đức muốn đảng viên, quan chức Đừng tưởng rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ cần tính chính danh, đừng nghĩ rằng nó chỉ cho có hình thức, mà nó còn để cải cách Việt Nam thành một nền Cộng hòa bán Tổng thống. Dĩ nhiên, Huy Đức không muốn tốn chỗ Facebook vốn rất dư thừa để viết thêm một nền Cộng hòa bán Tổng thống do một đảng độc tài cai trị và mọi quyết định từ nhân sự lãnh đạo đến chính sách đều nằm trọn trong tay Tổng Bí thư kiêm chủ tịch nước. Một cách ngắn gọn, Điều mà Huy Đức muốn gửi gắm, thuyết phục là cần có một Tổng thống Nguyễn Phú Trọng trong một nước bán Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và Huy Đức tiếp tục làm người rao hàng, tiếp thị cho tham vọng một mình một chợ, làm vua cả nước, quyền lực đối nội đối ngoại thu về một mối của Nguyễn Phú Trọng. Chủ tịch nên là chức danh duy nhất được coi là nguyên thủ, thống lĩnh lực lượng vũ trang và đại diện nhà nước trong các hoạt động đối ngoại. Đây là cái ghế mà chỉ ai thực sự là một chính trị gia hàng đầu mới nên ngồi vào chính trị gia hàng đầu, ai là người chấm điểm, quyết định để một chính trị gia ngồi vào vị trí hàng đầu đó. Trong thể chế thật sự dân chủ, chính trị gia hàng đầu là người đứng hàng đầu trong một cuộc bầu cử thật sự công bằng, minh bạch. Nhưng đối với Huy Đức, viết như vậy thì các đối tượng đảng viên mà Huy Đức muốn thuyết phục đương nhiên sẽ hiểu, sẽ biết. Vì đó là điều duy nhất họ có thể hiểu, có thể biết. Chính trị gia hàng đầu đương nhiên là Tổng Bí Thư, người đứng hàng đầu của đảng. Logic đó rất là logic và không thể khác hơn. Chiếc ghế nguyên thủ đó, ghế chủ tịch nước đó chỉ có tổng bí thư mới nên ngồi vào. Có nâng thì phải có hạ. Nâng chính trị ra hàng đầu của đảng lên làm nguyên thủ của một nước cộng sản bán Cộng Hòa thì phải hạ những ngôi vị khác trong hệ thống quyền lực xuống. Sau đó, Huy Đức hạ, và đây là phát súng cảnh cáo nhằm vào những kẻ cụ thể là Nguyễn Xuân Phúc, có ý đồ tranh giành, phá thối mộng đế phương hay không thuần phục hoàng đế tương lai. Trong khi đó, thủ tướng chỉ nên là một nhà kế trị. Vai trò của thủ tướng là thiết lập được một nền hành chính công chuyên nghiệp và đưa ra được các công cụ hành pháp kịp thời để phát triển kinh tế xã hội, không nên làm thủ tướng mất thời gian vào các cuộc họp bàn chuyện bắt bớ hay là các buổi tiếp tân hình thức. Nói một cách khác, trong triều đình đã có vua trọng thì chỉ có thể tướng phúc phục vụ vua và chỉ cúi đầu chăm lo việc triều đình theo chiếu chỉ của vua tể tướng không có quyền quyết định bắt ai, người chủ lò muốn ai vào lò thì chỉ có thể là vua. Và nhất là tể tướng không được qua mặt vua trong những lễ tiếp tân trong nước lẫn ngoài nước với các nguyên thủ quốc gia khác. Cũng trong mối tương quan vua và tể tướng, Huy Đức đi từ hạ sang con đường diệt nếu tể tướng không được lòng vua. Tuy nhiên, nếu các chính khách của ông là thủ tướng và nội các kinh tế có dấu hiệu phục vụ cho lợi ích nhóm, thì ông và các thành viên mà ông chọn có thể phải đối diện với các cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm hay thậm chí là bị bắt bớ. Vì cơ quan điều tra có một vị trí độc lập hơn với nội các, trong cú quét trên, người phu quét đường đã quét người dân và đại biểu quốc hội của họ, dù đây là một cơ chế bù nhìn tay sai của đảng xuống cống. Mọi quyết định trừng phạt đối với tể tướng và nội các các bộ của triều đình phải nằm trong tay của vua Nguyễn Phú Trọng. Bỏ phiếu hay bỏ vào lò là quyền của vua, vốn là người nắm đầu nắm cổ cơ quan điều tra, có một vị trí độc lập hơn với nội các. Xin lưu ý là chỉ độc lập hơn, chứ không phải là độc lập tuyệt đối theo đúng nghĩa của nó. Để thuyết phục quần chúng đảng viên, cán bộ quan chức mạnh hơn, vì Đức Lôi Võ Văn Kiệt người được thành phần cộng sản miền Nam kính mến, cũng là thành phần có khuynh hướng chống Bắc Kỳ của lý luận Nguyễn Phú Trọng để gián tiếp thuyết phục. Nguyễn Phú Trọng cũng giống như Võ Văn Kiệt, Huy Đức đã dùng lời nói của Võ Văn Kiệt là thủ tướng Phan Văn Khải là một nhà kinh tế hàng đầu của đất nước và lời của Phan Văn Khải về bản lĩnh chính trị, tôi không thể nào so sánh được với đồng chí Võ Văn Kiệt để xếp đặt thứ tự tôn ti giữa một chính trị gia hàng đầu và một nhà kỹ trị giữa một nguyên thủ và một người đứng đầu nội các kinh tế hay nói cho đúng nghĩa triều đình phong kiến là giữa một ông vua và một tể tướng vì vậy huế đức không ngần ngại viết cho dù bị trì hãm trong cái kiềng tam nhân ông kiệt đã hành động như một nguyên thủ và ông khải thực sự là người đứng đầu nội các kinh tế ông khải là một nhà ký trị ông kiệt chính là ông trọng và ông khải chính là hình ảnh của ông phúc mà huế đức muốn các đảng viên miền nam liên tưởng đến trong phần kết luận Huệ đức gửi thông điệp dùng cho nguyễn phú trọng đến đảng viên đừng sợ tập trung quyền lực vào một người nếu tôn trọng các nhánh quyền lực nhà nước theo thẩm quyền được ghi trong hiến pháp thì không ai có thể lạm quyền dù họ là nguyên thủ nước cũng chỉ nên có một vua ai cũng muốn đứng đầu ai cũng làm chính trị mà thiếu một người ký trị thì chính trường rất dễ thành đất quần ngư tranh thực thị trường là chợ đen hành chính rối ren và xã hội không thể nào ổn định đó là lời hiệu triệu của người phu quét đường đừng sợ các đồng chí tam quyền phân lập đã được ghi trong hiến pháp của đảng đừng sợ tập trung đừng sợ lạm quyền nước phải có một vua nước không thể để ai muốn đứng đầu là đòi đứng đầu vua phải là hoàng thượng tể tướng phải là tôi trung triều đình không thể là một cái chợ đen mà cần một người một mình một chợ đỏ và kết thúc là lời kêu gọi lời chào hàng cho cửa tiệm bán cộng hòa xã hội chủ nghĩa của chủ tiệm nguyễn phú trọng con đường để một quốc gia đi đến thịnh vượng còn rất dài nhưng với những gì vừa diễn ra chiều nay, nếu không phải để tập trung quyền lực mà nhằm mở ra một hướng đi, thì thời gian không lúc nào là quá trễ để bàn một lộ trình đáng hy vọng hơn cho đất nước. Lộ trình nhất thể hóa với ông vua Nguyễn Phú Trọng, cưới con ngựa tàu chính là lộ trình đáng hy vọng của Huy Đức. Hãy viết đúng người đúng việc, lộ trình đáng hy vọng của Nguyễn Phú Trọng. Sau Huy Đức sẽ là đám quân nguyên tay cầm sổ hưu, tay cầm trổi, đại diện cho thành phần lão thành cách mạng sẽ là các cử tri đại diện cho nguyện vọng của người dân, lần lượt xuống vỉa hè, làm phu cho con đường mang tên nhất thể hóa. Ở cuối con đường đó đã để sẵn một ngai vàng nhập cảng từ Bắc Kinh, với hàng chữ mạ vàng là Tổng Thái Thú Nguyễn Phú Trọng. Đối với các đảng viên, đối tượng mà Huy Đức nhắm đến, những người mà Nguyễn Phú Trọng muốn tranh thủ sự ủng hộ cho giấc mộng lê chơi thống của ông ta, đây là lúc mà họ cần đặt câu hỏi liệu họ có thể tiếp tục bảo vệ quyền lợi của mình qua sự trung thành với Đảng nếu Đảng Cộng sản Việt Nam rơi vào tay của một kẻ sẵn sàng phục vụ, làm nô lệ, tiếp tay cho thiên triều phương Bắc để biến Việt Nam thành một tỉnh lệ của Tàu. Quyền lợi của họ sẽ còn gì? Khi Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ là một chi bộ của Đảng Cộng sản Tàu và dù là người mang thẻ Đảng, họ cũng chỉ là một công dân hạng hai trong nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.